Quảng Trị bị cảnh sát giao thông bắt đo nồng độ cồn, cán bộ biên phòng không chấp hành. Một cán bộ thuộc đồn biên phòng Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị không chấp hành việc đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông. Ngày 27 tháng 4, thông tin từ Công an Triệu Phong, Quảng Trị cho biết vừa có báo cáo việc một cán bộ biên phòng vi phạm nồng độ cồn. Theo Công an Triệu Phong, vào tối ngày 22 tháng 4, tổ tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra Công an Triệu Phong tiến hành tuần tra kiểm soát tại một điểm trên đường quốc lộ 49C thuộc xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Vào khoảng gần 20 giờ 30 phút, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với một chủ phương tiện mang biển số 74H1 do anh LTT điều khiển. Tuy nhiên người này không chấp hành. Sau đó tổ công tác đã lập biên bản giữ phương tiện về lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Qua kiểm tra các giấy tờ liên quan tới người điều khiển và phương tiện vi phạm, tổ công tác phát hiện anh LTT là cán bộ đồn biên phòng Triệu Vân. Sau đó nhiều cán bộ lãnh đạo đồn biên phòng Triệu Vân đã tới hiện trường nơi tổ cảnh sát giao thông đang làm việc. Nhóm cán bộ lãnh đạo đồn này yêu cầu tổ cảnh sát giao thông ngừng thực hiện nhiệm vụ vì vào địa bàn biên giới làm việc mà chưa có thông báo với lực lượng biên phòng phụ trách địa bàn. Theo báo cáo của cơ quan công an, phía biên phòng muốn cảnh sát giao thông trả lại xe nhưng không được đồng ý. Tiếp đó các cán bộ của bộ đội biên phòng triển khai đội hình kiểm tra, yêu cầu tổ tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông trật tự Công an Triệu Phong không rời khỏi vị trí và gây ảnh hưởng quá trình làm việc. Tuy nhiên, theo báo cáo của đồn biên phòng Triệu Vân, vào thời điểm đó, lực lượng của đơn vị tổ chức tuần tra địa bàn từ xã Triệu Vân đến xã Triệu An. Khi đến địa điểm trên thì phát hiện 6 người mặc cảnh phục cảnh sát giao thông, nhưng do đồn chưa nhận được thông báo theo quy định nên chưa xác định thuộc đơn vị nào. Tổ tuần tra của đồn biên phòng Triệu Vân yêu cầu 6 chiến sĩ cảnh sát giao thông xuất trình các loại giấy tờ. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông không chấp hành. Sau đó đồn biên phòng Triệu Vân đã lập biên bản vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra xem xét.